Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Nam đây. Hôm nay mình đã về nhà. Thì lâu lâu mới có cơ hội về nhà. Giờ cho các bạn xem xung quanh nhà mình nhé. Một tí thôi, nhưng không có gì hay đâu. Thì hôm nay mình sẽ thay nhớt cho chiếc xe của mình. Loại nhớt mình dùng là nhớt của Honda, nhớt hãng luôn. Đó. Đa cấp này, 10W30 này. Thì mình đâu có đi đâu xa đâu. Mình chủ yếu xe đi chợ, lâu lâu chạy khoảng 100 cây thì mình không có thay nhớt gì cho đặc. Đi lại nhớt hãng vừa loãng. Nó đi trong thành phố thì nó ổn hơn. Còn khi nào đi xa thì mình sẽ thay cái nhớt đặc thì nó tốt hơn nhé. Rồi đầu tiên thì các bạn mình có cái chai này này, mình sẽ hứng nhớt cái này này. Đó. Đó, cái chai mình hứng nhớt dưới con lốc máy á. Rồi các bạn qua bên đây mở cái này trước nhé, mở cái này này. Đó, mở cái cây thăm nhớt này này. Thì mình cũng đổ nhớt vào đây nè. Đó. Thì các bạn lưu ý là lâu lâu mình chạy á thì mình mở ra mình kiểm tra xem là cái việc mình châm nhớt đó, nó nhớt lâu ngày thì nó cũng hao hụt mà. Nếu mà thiếu thì phải châm ngay chứ, vì cái máy mà thiếu nhớt đó là nó không có tốt đâu nhá, nó dễ ảnh hưởng máy, dễ làm hư máy lắm. Thì chắc có lẽ chiều nay hoặc ngày mai mình sẽ rửa xe nếu mà không bận gì. Thực ra về nhà đi được một bữa thôi, còn mấy bữa khác thì mình phải đi chỗ khác nữa cho tiện thể về nhà thôi. Mình cũng không rảnh lắm, nghỉ lễ phải đi với cơ quan nữa. Thì mình sẽ tháo con ốc nhớt và cho các bạn xem cái ốc của mình. Cái ốc này rất đặc biệt, thì sau khi tháo xong mình sẽ nói nhé. Mình dùng cái cây khóa 17 này. Này thì của ba mình mua từ lâu rồi, nó hàng tào lao thôi, không phải hàng của ấy đâu. Đây mình tháo vặn như vặn các bạn nhớ là vặn ngược chiều kim đồng hồ nhé, xin lỗi, vặn theo chiều kim đồng hồ nhé. Cái ốc nhớt nó khác đó. Thì mình vặn xong mình tháo nó, mình nhớt nó mình chạy xuống đây này. Thì bình thường là mình tự thay hoặc là mình ra ngoài thay, nhưng mà mình luôn luôn mình lấy cái nhớt đó về để tra xích nè, cho nó tiết kiệm. Thì mình đùa các bạn thôi. Hôm qua mình mang cái nhớt này về là nhà mình có cái máy cưa nên mình cũng tra xích, đó là tra xích cái máy cưa nhớt lam á. Mình dùng nhớt thải cho nó tiết kiệm. Thì đây nè, đây là con ốc nhớt của mình này. Các bạn thấy cái mảng đen này không? Chắc khi mà bạn thay thì con ốc nhớt của bạn chắc không có đâu. Cái nhớt của mình sao các bạn nhìn sao nó có cái màng đen này này, là cái cặn này, cặn hoặc là mặt sắt đó. Thì sao ốc của mình có, là vì mình đã thay một con ốc khác. Con ốc này nó không như ốc zin đâu nhá, ốc này bạn biết sao mà khác không, nhìn chùi cái lớp này các bạn xem này. Cái cặn của cái nhớt đó mình không hiểu sao các hãng người ta đi lọc giấy hết rồi mà Honda vẫn cứ xài lọc giấy hết. Này, cũng không chịu xài lọc giấy luôn. Thì các bạn xem này, đặc điểm của con ốc này của mình ấy, thì nó không có lọc, thì mình phải thiết kế làm sao để nó khác nha, nó hút được cặn bã luôn. Các bạn nhìn kỹ nha. Các bạn thấy hay không? Đây thì con ốc của bạn đâu có như vậy như con ốc của mình được. Thì thực ra cũng không có gì đâu. Cái đầu con ốc này này, nó có một cục 500 á. Đầu con ốc nó có một cục 500 này. Thì nó sẽ hút được cặn bã. Các bạn xem, nãy mình chưa chùi á. Các bạn xem, nó cũng giúp được một phần là bao nhiêu phần trăm đúng không? Cái cặn bã nó còn dính ở đây này, như cái mặt sắt đó, biết các bạn có nhìn thấy không?
xung quanh cái viền này, nó cái đen 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 đó, cái mặt sắt đó, nó cứ dính vào đó. Tí nữa mình sẽ đi chùi con ốc sáng lên. Thì các bạn có thể ra ngoài mua hoặc ra hãng mua con ốc này. Mình đợt trước mình ra ngoài thì không có, mình sau này thì chắc bây giờ có rồi. Và mình vô hãng, hãng thì con ốc này tầm 50 ngàn thôi nha. Các bạn ra ngoài thì có lẽ rẻ hơn 30-40 ngàn thôi. Thì mình khuyên các bạn nên thay như mình, nó cũng sẽ giảm bớt được một phần nào cái cạnh trong trong máy á. Thì khi mà mình chờ cái nhớt này chạy hết này, thì mình sẽ đi rửa con ốc này. Nó cứ chạy. Mình rửa con ốc này sau đó mình sẽ thay nhớt vào xem. Đó, các bạn lưu ý nhé, nên mua con ốc này nó sẽ tốt hơn cho mình nha. Bây giờ mình sẽ đi rửa con ốc này. Rồi sau khi mình rửa thì con ốc nó sáng lại này. Đó, có mấy cái mặt nhỏ nhỏ đây là cái mặt sắt nhá. Thì mặt sắt này mình nó hít vào đây nhá, chùi nó không ra. Thì bây giờ mình sẽ lắp lại thay cái nhớt mới. Thì nhớ là khóa vừa thôi, đừng khóa chặt quá nha các bạn. Và đừng nó bể mất cái ốc lốc, cái lốc ở dưới á, cái ốc xiết á. Mặc dù người ta có làm cho mình cái bù lon này, cái lông đèn này đó, nhưng mà nó cũng không có chắn lắm đâu, cẩn thận vẫn hơn. Bây giờ mình sẽ xiết vào cái đã nhé. Các bạn lưu ý là Honda Winner thì xài 1 lít mốt nhé, nhớ châm cho đủ nhé. Đây này, dọc này nó có các vạch vạch canh này, vạch 900 này, 600 nữa. Thì mình canh vào đó rồi mình châm nhé. Bây giờ mình sẽ châm nhớt vào, châm vào đây, châm vào chỗ này, chỗ này. Thì mình sẽ châm cho các bạn xem nhé. Mình phải đục nó ra lại. Đấy, mình phải đục này. Không có gì là khó khăn đâu. Thì tự thay cho nó quen đi, không cần đi ra tiệm mất công. Nếu các bạn thích thì đi ra tiệm để ta thay cho khỏe được, không sao. Mình đây mình toàn tự thay. Khuyến cáo là không được dùng tay thọc vào, nhưng mà mình thọc thí mở này ra bỏ này nhé. Rồi mình sẽ đổ mình không quay được. Mình đổ hơi ra ngoài một tí nên là các bạn xem này. Do cái này mình không có cái phễu á, không có cái phễu, đổ hơi ra ngoài một tí. Đáng kể. Rồi giờ xiết lại cho nó chắc. Dùng một tay quay, một tay làm nó không có được. Đó, xiết vừa nha các bạn, đừng xiết chặt quá nó hỏng mất cái ren nữa. Giống như con ốc dưới vậy, xiết vừa thôi. Quá trình thay nhớt của mình đã xong. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ nhấn vào đăng ký, like và chia sẻ kênh cho mình nhé.